Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Crypto. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái event của một cái sàn mới ha, sàn Uniswap nha các bạn. Thì Linh bắt đầu cái event này ở dưới dạng Airdrop nha các bạn. Thì các bạn bắt đầu cái event từ cái link mình đăng ký, mình để dưới phần mô tả của video nhé. Thì nhiệm vụ của cái Airdrop này thì các bạn sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ điền cái địa chỉ nhận thưởng là địa chỉ của cái mạng Binance Smart Chain BEP20 nha các bạn. Rồi trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái email nhé. Email này là để nhận thưởng, và các bạn sẽ mọi cái thông báo của cái Airdrop sẽ gửi về email nha các bạn. Về cái thông tin của cái event này, các bạn có thể tìm kiếm trên website của họ ha. Website của Uniswap. Các bạn có thể để tiếng Anh hoặc để tiếng Việt nhé. Nếu các bạn quen tiếng Anh, các bạn để tiếng Anh nhé. Mình thường để tiếng Anh các bạn. Trên đây, trên sàn này các bạn thể nhìn thấy là số lượng token, tính thanh khoản của token nha các bạn, cũng như là các cái giao dịch ha, khối lượng token này giao dịch nha các bạn. Rồi các cặp mà giao dịch nhiều nhất, rồi cái lượng trao đổi, lượng đổi giữa lượng hoán đổi từ BNB và BUSD sang Uniswap nha các bạn. Rồi các bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin ở trên Twitter, Telegram, Medium hay các cái trang khác nha các bạn. Rồi để tiếp theo tiếp tục cái vấn này, các bạn kích vào mục continue cho mình ha. Cậu chúng ta là tìm kiếm một cái biểu tượng mà giống như cái họ yêu cầu ha. Đấy ha, cái hình mà bịch gói quà đấy ha, giống như cái hũ bắp trong bơ hơn nha các bạn. Thì nó nằm ở đây nha các bạn, đây nha các bạn. Rồi ok các bạn. Rồi các bạn thể thực hiện các cái nhiệm vụ của event nhé. Các bạn tham gia vào group của tham gia vào group của họ nhé. Các bạn kích vào mục join ở phía dưới nhé. Rồi nhiệm vụ thứ hai, các bạn tham gia vào Telegram của họ ha. Group của họ thì khoảng 104.000 sub rồi nha các bạn. Group rất là lớn. Rồi các bạn tham gia vào media của họ ha. Rồi, ok. Trang của họ cũng tầm 93.000 sub các bạn, rất là nhiều. Và cuối cùng các bạn kích vào mục continue cho mình. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ follow Twitter của họ. Khi các bạn click vào thì họ sẽ dẫn đến link ha. Thì follow họ để cho chúng ta những cái Twitter để chúng ta follow ha. 1, 2, 3, 4, 5 nha các bạn. Thì chúng ta sẽ lần lượt follow các Twitter của họ ha. Twitter thứ nhất. Rồi sau đó các bạn quay trở lại Airdrop nha. Rồi Twitter thứ hai ha. Nói chung là làm các cái event này thì chủ yếu là chúng ta có thể tham gia vào các kênh, các channel, và mình follow rồi mình tweet lại thôi ha. Nhiệm vụ rất là đơn giản, làm rất là nhanh. Rồi
Vector thứ 5 nha các bạn. Rồi. Sau khi follow xong 5 Twitter của họ thì chúng ta sẽ gửi cái Twitter account ở dưới dạng là a còng username nha các bạn. Rồi mình sẽ về lại tweet của mình để nãy giờ mình follow đến tận 5 tweet. Các bạn vào Twitter để các bạn kiểm tra xem cái Twitter nào mà các bạn đang sử dụng nhé. Tại vì hiện tại mình sử dụng nhiều cái Twitter nên là mình sẽ quay trở lại trang chính của Twitter để mình kiểm tra. Thì Twitter mình vừa sử dụng là CryptoKenSu nhé các bạn. Rồi như vậy là họ đã thông báo rằng link Twitter của chúng ta họ đã lưu nhé. Sau đó các bạn kích vào mục Go to Next Step. Rồi các bạn điền đến bước này các bạn điền email nhé. Khi nào các bạn thấy cái dòng thông báo rằng submit your email address nhé. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ kích vào mục Continue cho mình ha. Đến đây thì là cái phần cuối của event đã xuất hiện ha. Đó là các bạn sẽ điền địa chỉ ví BEP20 ha. Của các bạn sử dụng TrustWallet nhé. Ở đây đối với các bạn mà chưa cài ví TrustWallet thì họ cho các bạn đường link đến phần trang web chính của TrustWallet để các bạn cài đặt nhé. Các bạn trở lại TrustWallet nhé, các bạn tích vào mục tìm kiếm token mới nữa ha, ở góc phải màn hình nhé. Đấy, các bạn gõ cho mình JuneSwap nhé các bạn. Thì mình đang làm event của thằng JuneSwap thì chúng ta sẽ được nhận thưởng cái token JuneSwap nhé. Tiếp theo các bạn kích vào mục Active Event cho mình ha. Thì sau khi kích vào mục Active Event thì các bạn sẽ có hai chọn lựa ha. Đó, chọn lựa thứ nhất đó là Billion Happiness Finance, viết tắt là HPS. Thứ hai là Defi for You ha. Thôi mình sẽ thử chọn một cái event nhá. Defi for You DFI nhá. Thì mỗi event này nó lại có một cái link cho các bạn thử hiện tiếp nhé. Thì event này chúng ta sẽ làm hai nhiệm vụ chính, đó là tham gia vào Telegram chat và follow Twitter của họ. Đây chúng ta thực hiện, mình nghĩ là những thao tác này rất là nhanh các bạn và không tốn nhiều thời gian, rất dễ thực hiện. Rồi theo dõi ha. Rồi các bạn quay trở lại Rob. Rồi cái event thứ nhất là chúng ta đã hoàn thành nha các bạn. Thì chúng ta sẽ xem phần thưởng của event này như thế nào ha. Tất cả người tham gia vào event này sẽ được cùng nhau chia sẻ 9.000 đô token DFI nha các bạn. Thì còn top 10 thì họ sẽ được nhận lại là cùng nhau chia sẻ 1.000 đô cái giá trị của DFI nha các bạn. Như vậy là event này dành cho tất cả mọi người ha. Chúng ta có 9.000 đô chia sẻ cho toàn bộ người thực hiện event nhé. Rồi các bạn thực hiện để kiếm thêm nhiều cái DFI hơn, các bạn thể sử dụng link Startbot của các bạn nhé, để các bạn mời người
mới tham gia vào cái event này ha. Rồi tiếp đến cái event HPS thì mình thử cho các bạn luôn ha. HPS thì cũng tương tự hơn nhau nha các bạn. Các bạn sẽ tham gia vào Telegram chat và thứ hai là follow Twitter của họ ha. Cái hai nhiệm vụ là đơn giản nha các bạn. Một nhá. Hai nha các bạn. Rồi. Rồi chúng ta quay trở lại với lại event ha. Các bạn sử dụng link mời của các bạn nhé, để mời người mới tham gia vào event ha, để các bạn kiếm nhiều hơn cái phần thưởng nhé. Thì tương tự như cái event trước thì bên này HPS này cũng sẽ cho chúng ta là 9.000 đô HPS ha, chia đều cho tất cả người chơi nhé, và 1.000 HPS, 1.000 đô HPS cho 10 người top đầu nhé. Rồi, ở đây các bạn có thể chat, các bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin trên Twitter ha. Rồi, cái phần hướng dẫn về làm event của sàn mới Uniswap đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment dưới phần video cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các drop tiếp theo nhé. Các bạn thấy video hướng dẫn chi tiết thì các bạn cảm thấy có ích thì các bạn subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.